chào đón quý vị khán giả đến với vòng đầu tiên của Sao Hay Chữ, vòng khởi động. Đây là câu hỏi số 1. Xin mời câu hỏi. Trên cái mâm này dọn ra sẵn một câu ca dao, nhưng nó đã được mã hóa bằng những ký tự, đúng không? Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ chọn mua cái ô nào mà mình thấy rằng nó có thể là những cái từ then chốt. Đội núi và anh mua ô nào? Bây giờ chúng tôi mua lô A1. A1 à, với gì nữa em? Mình nhiều tiền mà đại gia mà. B5. B4 đi. B4, ủa sao mua B4 vậy? Thích vậy đó hả? Giảm gì đó. La thích mua B4. Nè, cái ô A6 với B6 thường gieo vần với nhau đó. Với lại A6. Vợ chồng đại gia A6. Mua 3 ô. A1, okay. A6, B4. Rồi, bên đây Huệ và em. Anh mua B1, B1, B7 đi. B7. Ờ, đi quay A6 với B7. Nên biết chữ cuối, dễ đón. Bên kia nào mua 3 luôn hả? Mua 3 chưa? Mua 3 rồi. Mình đâu có nhất thiết mình phải mua 3 đâu, mình để dành tiền. Không phải, nhưng mà nếu như mình mua nhiều, mình có nhiều gợi ý, mình dễ đoán ra hơn. Bên bển mua 3 cái gợi ý luôn rồi, cho mình rồi, mình mua 2 thôi. Trời ơi, nó tính quá kìa anh. Trời ơi, vậy giờ B7 hay B8? B1, B7. Gợi ý, câu ca dao người xưa khuyên rằng không nên ba hoa, nói quá, có nhắc đến các con số. Xin mời ô chữ. Hả? Em. Rồi. Chắc chưa? Dạ rồi. Chắc chưa? Mình mua có 2 ô, dữ liệu không có nhiều hết trơn, trời. Phóng lên gõ chiên trong khi mặt anh Long Nhật còn đang ngơ ngác. Dạ. Mời em thử coi. Dạ đó là bình tĩnh. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Wow, giỏi quá. Nghĩ là đúng rồi đó. Em thấy cười thảy rồi. Vừa rồi em gõ cái pen một cái là em đã tốn thêm 1 triệu. Mà giờ mà sai một cái là mình lỗ nha. Không, bởi vì như anh ta nói, cái câu này thiệt tình là bình thường nó là như vậy. Còn bây giờ nếu mà nó bất thường hơn ngay cái điểm nào thì em chưa biết. Thì đó, sẽ có những cái dị bản mà đôi khi chúng ta không lường trước được. Vy ơi, vừa rồi em đọc cái câu đó em có chốt chưa? Nói cái từ chốt cho anh nghe nè. Không, nè, khoan, chưa chốt nha. À, chưa chốt. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Anh Nhật chưa biết chữ. Anh cũng đồng ý về Vy. Chốt chưa? Dạ. Chốt. Bên kia chuẩn bị tư thế sẵn sàng nha. Nếu mà bên đây sai cái mình phóng lên mình gõ chiên liền. Bên đây có nghĩ ra cái nào khác hơn không? Dạ không. Không hả? Em nghĩ Vy đúng rồi đó. Nghĩ là Vy đúng đúng không? Nghĩ câu đó đúng rồi. Như anh nói, ca dao Việt Nam luôn có những cái thú vị, những cái điều bất ngờ. Đó là những dị bản. Và đáp án mà Tường Vy vừa mới đưa ra chính xác. Yeah. Nói 9 thì phải là 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Và câu này chúng ta không thấy có gì bản nào khác ngoài cái câu mà Tường Vy đã đọc lên. 10 triệu. Huế và em. Đó là câu 1 thôi, khởi động làm nóng thôi. Câu 2 đây, mời câu hỏi. Bây giờ tới phiên nhà mình bên đây chọn mua trước nè. Mua ô nào? Dạ, em mua A1. A1 với lại B8. Đầu đuôi luôn vậy đó hả? Dạ, A1 với lại B8. Em mua 2 thôi, bên kia thích mua 3 thì 3 thôi. Trời ơi, mình già quá mà mua. Rồi, em kêu kì kia luôn đi. Mua 3 cho mình rồi. À, 5 đi. Thôi, nào, mình phóng coi như đi. Cái này là mình cũng hùng đầu tư với bên kia một cái đi anh ha. Rồi, A5 một cái đi. A5, A1, A5, B8. Em mua A6. A6, ủa sao cái giọng mình không anh vậy? Cái giọng mình tự nhiên bẻ lẻ á. Cái người mà ít tiền hơn ta đúng không? Em mua A6. Sao đại gia em mới góp được nhiêu đây? Giờ chưa dám nói lớn. A6. Gì nữa? B1 kìa anh. B7 luôn em cho luôn vần. Mình phải cân nhắc cái chuyện là khi mình lật ra những câu đó đó, bên kia không đoán ra nữa kìa. B1 đi. B1. A6 với B1 thêm không? Thôi được rồi. À, vốn ít lắm. Vốn ít đầu tư cũng chừng mực thôi. Gợi ý, đây là thái độ biết ơn của người được hưởng thụ kết quả tốt đẹp. Và xin mời ô chữ. Bảo đọc đi. Thôi anh Bảo đọc đi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu đó quen lắm. Câu sau là dị bản nè. Đó. Ăn cái gì? Đúng ta là ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Mà bây giờ cái câu này nó có chữ sàn. Không lẽ ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà sàn nữa. Không phải đâu.
phóng lên cho lẹ. Quánh cái chiên cho bự vô. Từ từ em chưa chốt nè. Nè, quánh muốn mốt cái chiên của tôi luôn. Xuống mà mua thì mua có 2 ô hà. Mà bây giờ lỡ quánh chiên là tốn 1 triệu rồi nghe Bảo. Đúng rồi, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn gì nữa? Ăn dưới sàn ta. Câu đầu tiên thì ai cũng biết, quá quen. Sao, có đáp án không? Nãy mở chữ nữa biết rồi. Vậy là mình hại mình rồi hả? Thì thôi bây giờ không có thì chịu thôi đúng không? À, để suy nghĩ cái đã. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây rồi đúng rồi đó. Cái gì? Ăn cơm hả? Ăn cơm nhớ kẻ... Khoan từ từ. Ăn cái gì ta? Ăn cơm nhớ kẻ cho niêu mà sàn. Cho niêu? Cho cái gì? À, cái gì nó sàn gạo phải có đó. Cơm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái từ 6 của câu trên nó sẽ gieo vần với cái từ 6 của câu 8 bên dưới. Đó. Cây ai á, ăn chay đó. Chay hết giờ. Có đáp án chưa? Hãy đọc lại đi. À. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn cơm nhớ kẻ. Nhớ kẻ. Cho dây. Không gì cho dây. Ăn cơm nhớ kẻ dây sạn. Thôi mệt quá không có câu trả lời. Như vậy là đội Núi và Anh mặc dù gõ chiên trước nhưng không có đáp án. Bên đây có đáp án không? À, dạ, nếu mà em không trả lời thì em cũng không bị trừ gì hết. Không. Dạ không. Không trả lời. Như vậy là chúng ta sẽ dừng cái lượt trả lời đầu tiên tại đây. Sẽ mở ra một lượt bán mới. Mỗi nhà sẽ được mua thêm 3 từ. Bên đây Núi và Anh bây giờ muốn mua từ nào? Em mua B2. B2. B6. B6. Anh mua gì mà nhiều vậy, em mua một từ thôi. Nè, đằng nào mình cũng đã thua, mình đã lỗ rồi, phải đầu tư cho tới để lấy lại tiền lời. B2, B6 nghĩ chắc đủ rồi đó. Thôi đủ rồi đó. Đủ rồi phải không? Còn bên đây, Huế và em. Bên em chỉ mua một ô B4 thôi. B4, mình giàu quá mà mua thêm ô nữa đi. Câu này không phải dễ đâu. Cái này như cái này là nó sẽ hơi tương tự rồi nè. Vậy mình cứ mua một cái bên ha. Đây mua dạ. B2, dạ, B6 vậy, rồi. B5 đi. B5 và B7 đi, quan trọng đó. Vậy hả? Vậy thôi, B4 với B7. B4, B7 đúng không? Dạ. Rồi, B4, B7. Mua thêm ô nữa không? Dạ thôi, được rồi. Trời, đầu tư nhiều đi em có lời, yên tâm. Lời không? Vậy lời. Em xoay ghế rồi em chạy trước nè. Ừ, không. B5 đi. B5 muốn. B5, thêm ô B5 nữa. B4, dạ. B5, B7. Rồi. Và mời ô chữ. Gia Bảo đã đánh chiên trước. Công nhận nha, mập thì thấy chạy thiết lẹ vậy. Không, em chạy xô lẹ lắm. Nè Bảo. Năm xây dựng Bảo. Sàn. Dạ. Trời ơi. Gõ một cái là hết 1 triệu nữa rồi nghe. Rồi, chắc chắn ra rồi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn gạo nhớ kẻ đâm xây dần sàn. Chắc chắn luôn. Phải chữ nhớ không? Cái nhớ. B3 phải chữ nhớ không? Ở trên chữ nhớ lại dưới phải nhớ. Chữ nhớ. Nhiều khi dị bản là một cái từ khác nói về tình cảm đó. Không, nghĩ là chữ nhớ đó. Nhiều khi nó là từ thương, quả, từ yêu, nhớ từ kẻ gì đó. Trồng cây, ăn gạo, nhớ kẻ đâm xây dần. Phải nhớ đúng người rồi, ta phải chứ nhớ là mình ăn gạo mà. Đây là đáp án chính xác. Anh nói mà đầu tư là có lời, yên tâm. Tại vì nếu mà mình mua ít quá thì mình sẽ rất là khó để đoán được cái câu này. Cái câu này khó mà. Cái câu trên thì ai cũng biết. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ai cũng biết. Hồi nãy là em với anh Nhật đoán là ăn cơm nhớ lúa phải xay. Ăn gạo nhớ kẻ đâm xay dần sang. Và 10 triệu về với đội Núi và Anh. Câu số 3. Khoan xí, đội em đổi phong thủy chút rồi qua đây đi anh. Anh nói anh Nhật chạy á hả? Anh cũng chạy không lại em đâu. Câu số 3, mời câu hỏi. Đó, bây giờ nhà mình nè. Mua ô nào? Mới có vốn rồi mình tránh lên lại. Em muốn A1, A6, B8. Trời ơi. A1, A6, B8. Mua 3 ô luôn. Bên đây à, em bên em mua B1, B4, B6 đi. B6 nha. B1, dạ. B4, B6. Dạ thưa quý vị, ở câu thứ 3 này cả hai nhà đều rất là hào phóng. Xoay ghế lại sẵn đi anh. Dạ. Đây, mời mọi người nghe gợi ý của chương trình. Nhân sinh thành, sinh ta ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn. Phải sống thế nào để mẹ được vui. Đây là một bài hát của Quách Bim, bài Đạo làm con. Và trong bài hát này có hai cái câu hát đầu tiên. Nó cũng là hai câu ca dao quen thuộc với chúng ta.
xin mời ô chữ. Trời ơi, trời ơi. Đi về chỗ cũ, đi về chỗ cũ. Đi về chỗ cũ. Đi về chỗ cũ. Hồi nãy anh Nhật nói em, trời ơi, sao em chạy chậm quá vậy? Sao em nói chỗ em lên cùng một lúc, em trễ một giây thôi. Đừng sao, để anh cho. Ngồi đây, ngồi yên ở đây. Bây giờ anh trễ tới 10 giây phải không? Em trễ một giây, anh Nhật trễ tới 10 giây. Bên đây làm sao? Gọi chiên sớm quá. Dạ không, đâu này em biết. Biết phải không? Đọc cho đúng nha. Bởi vì cái vở thi của em là em sử dụng bài này. Trời đất ơi. Thôi đừng có quảng cáo lỡ mà nó trật một chữ. Em nói cho anh nghe, tại vì em thi liên quan sân khấu toàn quốc, cái vở của em á là nói về cha mẹ, thì cái bài này là bài chủ đề. Và Hoài Lâm hát bài này thì Hoài Lâm đúng là em của em luôn. À. Nhưng mà chưa chắc em trả lời đúng. Mời em. Trả lời thử. Thử coi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu mong cha, cầu cho cha mẹ, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Hoài Lâm hát cho em nghe. Chết dạ. Rồi, chết rồi. Sao giọng điệu anh kỳ vậy? Em hát thử xem. Em nhớ không? Cái câu này nó không phải câu hát, nó là câu đọc thơ đầu rồi nó mới vô bài hát. À, Hoài Lâm, cho anh hỏi em xíu. Em có giận hờn gì Gia Bảo không Lâm? Khi em đọc cái câu thơ này, em hát cái câu thơ này cho Gia Bảo làm vở tốt nghiệp, em có cố tình em hát sai không Lâm? Không, em nghĩ em đúng, không sai. Em có chốt không? Chốt. Em chốt. Chốt đúng không? Em đọc lại câu của em đi. Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. À cái gì vậy? Anh cười ghê vậy. Anh cười ghê vậy anh Nghĩa. Chốt chưa? Hỏi lại lần nữa. Chốt. Khi mà tôi nhấn nhá như vậy có nghĩa là tôi muốn cho các bạn khẳng định lại một lần nữa cái sự lựa chọn của mình. Chốt chưa? Chốt đi anh. Chốt. Đêm đêm. Chúc mừng các em, đúng rồi đó. Thấy chưa? Có sai được. Em lại chỉ nghĩ là cầu cho, là cầu xin thôi. Đúng. Nó sẽ có những gì bản như vậy. Hoặc là cầu mong cha đúng mẹ rồi. Cầu mong. Dạ. Có những người hát là cầu mong. Dạ. Cầu mong cha mẹ, đó là những cái gì bản á. Nhưng mà cái câu này là cái câu mà chúng ta nghe nó quen tai nhất, là cầu cho cha mẹ sống đời với con. 10 triệu về với đội Mũi Tàn. Dạ, có một cái sự lợi ngược dòng ha. Không sao đâu anh, thời thế mà. Kết thúc vòng 1, số tiền mà hai đội có hiện như sau: Núi và anh 32 triệu đồng. Huế và em 23 triệu 500 ngàn đồng. Mới có vòng 1 đúng quý vị, mà thấy cái sự căng thẳng diễn ra giữa cả hai đội chơi. Quan trọng là cái vấn đề sức khỏe nha. Cố gắng ở cái vòng thi sau. Vòng 2 còn nhiều điều hấp dẫn lắm. Hãy quay lại với chương trình Sau 2 chữ của chúng tôi sau ít phút nữa nha. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Sau 2 chữ. Đây là vòng thi thứ hai. Vòng này có tên gọi là ô chữ độc quyền.